12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát cho thế gian an lạc. Quán Âm Bồ Tát đệ nhất nguyện. Nguyện thứ nhất khi thành Bồ Tát, danh hiệu tôi tự tại Quán Âm, viên thông thanh tịnh can trần, nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ nhị nguyện. Nguyện thứ hai không nại gian khổ, nguyện một lòng cứu độ chúng sanh, luôn luôn thị hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ tam nguyện. Nguyện thứ ba ta bà ứng hiện, chúng u minh nhiều chuyện khổ đau, quan gia tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện. Nguyện thứ tư hay trừ yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ ngũ nguyện. Nguyện thứ năm tay cầm dương liễu, nước cam lồ trí bát nhân thiên, chúng sanh điên đảo đảo điên, an vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ lục nguyện. Nguyện thứ sáu thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ thất nguyện. Nguyện thứ bảy dứt ba đường dữ, chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh, cọp beo thú dữ dây quanh, Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ bát nguyện. Nguyện thứ tám giải thoát tù lao, tội nhân bị trói hành hình khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ cửu nguyện. Nguyện thứ chín làm thuyền bát nhã, giúp cho người vượt khúc lên đên, bốn bề biển khổ trong chênh, Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ thập nguyện. Nguyện thứ mười tây phương tiếp dẫn, dòng hoa thơm kỹ nhạc lọng vàng, tràn vang bảo cái trang hoàng, Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về tây. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhất nguyện. Nguyện thứ 11 Di Đà thọ ký, cảnh tây phương tuổi thọ không lường, chúng sanh muốn sống miên trường, Quán Âm dẫn niệm tây phương mau về. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện. Nguyện thứ 12 tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nỗ lực thực hành, 12 câu nguyện độ sanh đời đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Trên đây là 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát, chứa đựng vô lượng công đức, tỏa hào quang sáng chói chiếu sáng khắp 10 phương thế gian, nguyện cho chúng sinh trong chốn trần gian luôn được an yên hạnh phúc.